không có bảng đấu dễ, nhưng đội tuyển Việt Nam có thể tạo bất ngờ. Cựu huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh cho rằng sẽ không có bảng đấu dễ cho đội tuyển Việt Nam trước khi bốc thăm vòng loại thứ 3. Tuy nhiên, ông Vinh trông chờ vào bất ngờ từ chính đội bóng của ông Park. Lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 1 tháng 7 tại Kuala Lumpur, Malaysia và dân trí sẽ tường thuật trực tuyến sự kiện này. Theo thể thức bốc thăm được FIFA quy định, mỗi nhóm hạt giống gồm Nhật Bản, Iran, nhóm 1 Hàn Quốc, Australia, nhóm 2 Saudi Arabia, UAE, nhóm 3 Iraq, Trung Quốc, nhóm 4 Oman, Syria, nhóm 5 và Việt Nam, Liban. Nhóm 6 sẽ có một đội bóng được phân vào hai bảng đấu khác nhau. Những đội gặp nhau ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vẫn có thể đụng độ nhau ở vòng đấu này. 12 đội bóng ở hai bảng đấu sẽ tranh nhau 4,5 suất tham dự World Cup 2022. Hai đội đầu hai bảng sẽ giành vé trực tiếp. Các đội xếp thứ 3 ở mỗi bảng sẽ đá play-off. Đội chiến thắng sẽ gặp một trong ba đội dự vòng play-off liên lục địa của Châu Đại Dương, Nam Mỹ và CONCACAF. Trước khi có kết quả bốc thăm, cựu huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh dự đoán, với đội Việt Nam ở giai đoạn này, bảng nào cũng là bảng đấu nặng. Tất cả các đối thủ chuẩn bị tham dự vòng loại thứ 3 đội nào cũng mạnh hơn đội tuyển Việt Nam. Ví dụ như gặp phải Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia ở cùng bảng đấu thì không thể là nhẹ rồi. Mặc dù vậy, đây là cơ hội để đội tuyển Việt Nam học hỏi từ chính đối thủ, cựu huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh nói thêm. Rồi ông Vinh nhắc đến một chi tiết có thể giúp người hâm mộ bóng đá Việt Nam có hy vọng. Dù chúng ta chuẩn bị đối đầu với các đội bóng có trình độ hàng đầu châu Á, ông Vinh chia sẻ. Trong bóng đá thì không thể nói trước điều gì. Trước đây, đội tuyển Việt Nam từng chỉ thua sát nút Nhật Bản tại Asian Cup 2019, thậm chí từng thắng Olympic Nhật Bản 1-0 tại Asian Games 2018, nên chúng ta vẫn có hy vọng. Dĩ nhiên, họ mạnh hơn, nhưng trước tiên đội tuyển Việt Nam cứ là chúng ta cái đã. Trước hết, đội tuyển Việt Nam cần giữ được lối chơi của mình, sau đó sẽ tính chuyện phản công khi có cơ hội. Trong bóng đá, tất cả đều có thể, cựu huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh. Đối với đội tuyển Việt Nam, do chỉ nằm trong nhóm hạt giống số 6, nhóm hạt giống thấp nhất, nên đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo ngoài việc dễ rơi vào bảng nặng, còn sẽ đối diện với lịch thi đấu khá căng khi phải gặp các đội mạnh từ đầu vòng loại thứ 3. Về điểm này, cựu huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh lưu ý, nếu đội tuyển Việt Nam thua nhiều ở các trận đầu, có thể gây ảnh hưởng tâm lý đến các trận tiếp theo. Thế nên, toàn đội cần nhập cuộc với tâm lý phải góp nhặt từng điểm qua từng trận, có cơ hội là phải giải quyết. Ngoài ra, vị cựu huấn luyện viên đội tuyển U23 Việt Nam cũng hiến kế cho công tác chuẩn bị hướng về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á của đội bóng trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông Vinh nói, trận thua UAE ở vòng loại thứ 2 có thể cho chúng ta một số bài học, đó là nên tăng cường cầu thủ phù hợp để tham dự sân chơi có sự hiện diện của các đội mạnh hơn chúng ta, các đội ở đẳng cấp châu Á. Đội tuyển hiện cần những cầu thủ to, khỏe, giỏi tranh chấp để thi đấu với các đối thủ có ưu thế về sức mạnh và thể hình. Chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ phải chơi quyết liệt trước các đối thủ tầm châu Á, nên rất cần những cầu thủ có khả năng tranh chấp tốt. Ngoài ra, về cá nhân cụ thể, tôi cho rằng Công Phượng cần được sử dụng nhiều hơn vì đây là cầu thủ có kinh nghiệm, giỏi gây đột biến, có thể khiến các đối thủ bất ngờ, cựu huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh cho hay.